Thuyết Nguyễn kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh định cư vào cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị và các bạn, trước khi đi vào video chính ngày hôm nay, Thuyết xin thông tin đôi chút về cái cơn bão Milton ở tại đất nước Mỹ. Vâng, trước đó thì các bạn biết rằng uh, cái cơn bão Milton đổ bộ vào đất nước Mỹ thì trước những cái giờ nó đổ bộ vào thì uh, đất nước Mỹ đã đưa ra cái lời cảnh báo rất rùng rợn. Có nghĩa họ đã đưa ra những cái lời cảnh báo nếu ai không di tản thì có thể sẽ bị chết. Và sau đó thì chính phủ đã đưa ra một cái lệnh di tản khiến cả một triệu người phải đã sơ tán khỏi bang Florida của đất nước Mỹ. Và cái cơn bão này như các bạn biết đó nó có cái sức gió lên tới 270 km trên giờ có nghĩa nó thường thường là mạnh gấp mấy lần bão ở Việt Nam của chúng ta vâng đã biết trước rằng là họ có một sự chuẩn bị rất tốt nhưng cái thiệt hại gây ra sau cái cơn bão nó là rất lớn ở đây thì thuyết không có một cái số lượng chính xác nhưng cái con số ước tính về thiệt hại về tiền ấy, nó lên tới nhiều tỷ đô la mỹ có nghĩa là so với cơn bão việt nam chúng ta thì cái sự thiệt hại của cơn bão này nó rất là kinh khủng trong khi đó thì các bạn biết rằng là nó có mấy chục cái cơn lốc xoáy à, các bạn hình dung ra lốc xoáy ở tại mỹ nó như thế nào không tức là nhà cửa nó nó đưa đi cứ như là không ấy. đấy à, ví dụ như là các bạn hình dung ra có những cái sân bay chẳng hạn bão những cơn lốc xoáy nó kết qua thì những cái máy bay ấy, nó đưa lên trời cứ như là tờ giấy vậy những cơn lốc xoáy ở Mỹ thật sự là những cái điều kinh khủng tất nhiên vì đất nước Mỹ họ chuẩn bị rất là tốt đấy thì uh, trong cái cơn bão này thì chỉ thiệt hại tức là có chết bốn người thôi đây là một cái điều thiệt hại về người so với ở Việt Nam chúng ta thì nó quá ít rất là ok có nghĩa rất là tốt à, tuy nhiên vấn đề thiệt hại về của tức là về tiền của thì là khá là nhiều à, chúc mừng tất cả những người Việt Nam của uh, mà đang định cư ở bang Florida của đất nước Mỹ bởi vì theo như thuyết biết thì không có bất cứ người Việt Nam nào của chúng ta bị thiệt mạng và chỉ có bốn người dân Mỹ bị uh, thiệt mạng thôi cũng xin chia buồn chia buồn với bốn gia đình người uh, có ở bên Mỹ bị thiệt mạng trong cơn bão vừa qua. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong video đầu tiên của ngày hôm nay, thuyết sẽ xin chia sẻ câu chuyện hầu như tất cả mọi người đã ra đến sân bay để chia tay ông nội của bé Nhẫn. Như các bạn biết đó, ông Linh đã có lệnh trục xuất về Việt Nam à, sau khi xảy ra một cái sự kiện à, đó rất là đáng buồn. Và ngày hôm qua thì Ngân đã qua cái sự quen biết của mình đã đưa đưa gia đình gồm à, vợ của ông Linh rồi Hùng và hai đứa con của mình nữa là đến thăm ông nội trước lúc mà có thể là bay về Việt Nam. Rất may mắn thì hôm nay coi như là mọi người vẫn có thể gặp được ông Linh một lần nữa ở ngoài cái sân tức là cái ở chỗ chờ bay của cái sân bay các bạn ạ, để trước lúc trở về Việt Nam. Thì trong câu chuyện này chính một cái cảnh chia tay mặc dù không phải là như là mất nhau mãi mãi nhưng nó rất là cảm động các bạn ạ ông Linh cũng khóc rất nhiều và có vẻ như trong một hai đêm vừa qua thì ông ấy đã bị mất ngủ, tuyết nhìn cái quần mắt của ông Linh tức là đen thâm lại ở cái quần mắt đấy chứng tỏ ông mất ngủ nhiều và ông suy nghĩ nhiều. trong khi đó Ngân cũng khóc rất nhiều, bà Dung cũng vậy, khóc không nên nở nữa. một cái cuộc chia tay rất là uh, rất là tang thương. trong khi đó thì có nhiều người không thể ra sân bay được ví dụ như là anh Vinh, anh uh, anh Tuấn một số người không ra sân bay được vẫn đi làm và họ trước lúc uh, uh, chuẩn bị mà uh, đến cái giờ mà để chia tay nhau thì họ đã coi như là gặp được ông Linh qua điện thoại và qua cái hình ảnh các bạn thì đây thì uh, cái câu chuyện ông Linh trở về đó chỉ buồn mỗi một nỗi là ông ấy sẽ không bao giờ quay trở lại được Canada nữa thôi bởi vì hồ sơ như các bạn biết đấy khi mà có vi phạm pháp luật ở tại Canada thì hồ sơ của các bạn không khác gì đã bị vào sổ đen tức là không tốt rồi và các bạn không có cách nào để có thể là uh, mua vé để đi sang Canada một lần nữa chỉ trừ các bạn như là xâm nhập bất hợp pháp theo cái kiểu ví dụ như là đi từ Mỹ sau từ Mỹ trốn sang đúng không ạ hoặc là đi đường tàu biển chỉ có hai cách đó thôi còn theo tôi nghĩ là không có cách nào để đi bằng đường không đường không sang cả thì điều này với đồng nghĩa việc rằng uh, ví dụ mà sinh viên Hùng muốn muốn thăm cha thì chỉ có cách bay về Việt Nam hoặc Ngân muốn cho các con của mình trở về thăm ông nội thì chỉ có Ngân mang mang hai con về Việt Nam để thăm ông nội người thôi và trong cái cuộc cuộc chia tay này có một cái sự bất ngờ đó là bác sĩ Trần cũng bất ngờ có mặt ở tại coi như là chạy ở cái chỗ chờ bay ấy, để chuẩn bị coi như là cảnh sát áp tải ông Ninh để lên máy bay thì câu chuyện này diễn ra như thế nào thì mời quý khán thính giả À, xem phần sau của video. Trước khi đi vào câu chuyện này, thì Thuyết xin chia sẻ một số những lời bình luận liên quan tới câu chuyện mà chúng ta đang theo dõi. À, thứ nhất, Thuyết xin đọc à, cái lời bình luận của bạn Năng Phạm đến từ đất nước Mỹ liên quan tới câu chuyện này thì bạn Năng Phạm đã à, nói về cái vấn đề Ngân thông minh bất thình lình. Bạn viết rằng nghe anh Thuyết nói Ngân thông thông minh bất thình lình làm à, mình cười quá trời. Ngân rất thông minh nhưng ngân rất tốt bụng và quá tốt với kẻ xấu và ngân không ra đường nhiều nên không phân biệt được người xấu trời sẽ thương ngân và sẽ đưa đoàn dư và nhiều người tốt đến với bảo vệ ngân hãy thẳng thắn với ông này và thận trọng với chiêu trò lời ngon tiếng ngọt hoan hô ngân tà hoa muốn đến để uh, du ngân và muốn mang ngân về trung quốc để cùng đồng bọn thanh toán ngân như lúc đến thái lan mọi người yêu thương ngân hãy ngăn cản chuyện này xảy ra em cầu xin ơn trên thương ngân và các con trong lúc này đừng để bọn ác ý dùng lời ngon tiếng ngọt để hại ngân nhé. Trong khi đó, bạn Đỗ Thị Mùi cũng có một những cái nhận xét tương tự. Bạn cho rằng à, nghe anh thuyết nói ngân thông minh đột xuất mà buồn cười, không phải ngân ngu đâu các bạn ạ, à, mà ngân bị ảnh hưởng uống linh tinh, không biết nó là thứ thuốc gì mà làm cho ngân bị ngu ngơ như vậy thôi. Thương ngân quá mà tôi bị ức chế bức xúc. Phải đứa em gái ruột thì ăn một cái bánh tét cho tỉnh ra. Hôm nay chị yêu Ngân quá, cảm ơn em đã tỉnh dần vì có mọi người thân ở bên em. Vâng, xin cảm ơn bạn Đỗ Thị Mùi và bạn Năng Phạm rất nhiều. Ở trong ngày hôm qua, Thuyết có nói là Ngân có một cái sự thông minh đột xuất. Ở đây thì các bạn biết đó, hầu như tất cả mọi người đều chê Ngân là đụn điện là kém thông minh đúng không ạ? mà ngày hôm qua thì các bạn thấy rằng Ngân xử trí những cái tình huống rất là thông minh thứ nhất là đã đuổi Ngọc Bích ra khỏi nhà và đã tuyên bố uh, như là một cái câu nói ý là chính bác sĩ Trần cũng bị bật khỏi sới sẽ bị vĩnh viễn gần sẽ không cho đến nhà nếu cố tình coi như là đẩy bà nội của bé Nhẫn vào trong vòng lao lý ở đây như các bạn biết đó uh, Ngân đã không nói tên bác sĩ Trần nhưng không khác gì cái lời nói thầy ám chỉ bác sĩ Trần và Ngọc Bích đúng không à. ạ? Bởi vì ở đây Ngân đã đưa ra một cái lập luận rằng nếu không có bà nội thì sẽ không có bé nhẫn. Mà bé nhẫn thì là cái tài sản vô giá của Ngân rồi. Cho nên ở đây là ai động đến coi như bà nội của bé nhẫn thì người đó sẽ phải trả giá thôi. Cái điều đầu tiên cũng như bạn năng phạm hôm trước đã nhận định đấy. Nếu mà bác sĩ Trần Hoặc Ngọc Bích cố tình mà báo cảnh sát trong chuyện mà bà nội của của bé Nhẫn đã đánh bác sĩ Trần và bà nội gái nhẫn phải vào tù thì chắc chắn là ngân sẽ thuê luật sư để coi như là bảo lãnh ra cái chuyện này ở bên này rất rất dễ các bạn ạ nó không liên quan tới vấn đề ví dụ như giết người này hoặc là buôn bán hàng chất cấm với số lượng lớn cái thứ thì người ta bảo lãnh rất là dễ chỉ tát một vài phát thôi mới có cho bác trần vợ alo một tí thì thôi thì nó không quá nghiêm trọng và người ta dùng tiền là bảo lãnh ra Người này sẽ khi mà bảo lãnh sẽ phải tuân thủ những cái điều mà cảnh sát đưa ra trong cái luật. Chẳng hạn như là không được bỏ trốn này và trong thời gian mà để coi như là điều tra vụ án thì không được uh, gây thế nọ thế kia hoặc không được gây ra những cái vụ án khác. Nếu vi phạm vào những cái điều đó thì coi như sẽ bị tăng hình án phạt tù lên. Cái thứ hai là có thể uh, sẽ bị uh, uh, sẽ bị phạt tiền rất là nhiều. Cho nên là chắc chắn là ngân sẽ đưa bà đội của bé Nhẫn ra chỉ gọi là mất tiền thôi và đánh đổi cái hậu quả này nếu bác sĩ trần là người báo thì bác sĩ trần sẽ không bao giờ được đến nhà ngân nữa thì rõ ràng là bác sĩ trần mục đích đang muốn tán ngân thì làm sao mà dám báo được đúng không ạ đây là lời cảnh báo rất thật mà từ trước đến giờ thì ngân chưa bao giờ uh, thông minh như vậy chính vì vậy mà thuyết nói rằng hôm qua ngày hôm qua chính là ngày thông minh đột xuất của ngân vâng cũng liên quan trong câu chuyện ngày hôm qua thì có rất nhiều người lo lắng cho cái bệnh tật của ngân chẳng hạn như bạn huệ phan bạn nói rằng anh thuyết ơi anh nên nhờ uh, ông anh để gửi thuốc sang cho ngân uống nếu ngân bị bệnh giang mai nhé trong khi đó bạn anh trần uh, cũng nói về cái loại thuốc này bạn anh trần nói rằng anh thuyết bảo ngân không bao giờ được uống bất cứ loại thuốc nào mà thằng trần cho ngân uống nhé vì lỡ mà thằng trần nó nấu không đúng kỹ thuật mà uống vào thì chết nan đùng đã ngửa ra đó anh thuyết ạ à. Còn quan tà hoa không phải nó bỏ thằng Trần đâu Nó nói dối đó à, Nó biết là thằng Trần khó mà lấy được tiền của Ngân Cho nên nó sang để tìm cách áp sát Ngân Để rút tiền của Ngân thôi Nên anh phải nói cho Ngân biết Và không cho quan tà hoa ở lâu trong nhà Ngân Anh chỉ cho nó đến chơi rồi về thẳng nhà Trần Ở nhà anh Thuyết Vâng trong khi đó thì một bạn Jenny Trần 2578 bạn viết rằng trời ơi nghe anh thuyết nói mà em giật mình vì mấy loại thuốc thạch tín thủy ngân là loại thuốc kịch độc vì gia đình em là nghề thuốc gia truyền mấy đời dù em không phải người được truyền nghề nhưng ngay từ nhỏ những loại thuốc này gia đình em đều có và cả hạt mã tiền nữa muốn đầu độc là sẽ chết người anh thuyết bảo chị ngân dừng ngay việc uh, dùng thuốc do ông trần bào chế hàng ngày chịu khó đun đá trầu không hoặc chè tươi rồi cho vài hạt muối vào ngâm sau đó hãy đặt thuốc và thuốc uống do bệnh viện kê đơn, tuyệt đối không dùng thuốc của ông Trần, hãy điều trị theo phác đồ của giáo sư tiến sĩ của bệnh viện. Vâng, xin cảm ơn bạn uh, anh Trần này, bạn Huệ Phan này, rồi thì uh, bạn Jenny Trần rất rất nhiều. Nói thật với các bạn rằng khi mà nghe cái căn bệnh của Ngân thì Thuyết cũng nghĩ đến rồi. Khi mà nói cái căn bệnh phụ khoa thì nói thật với các bạn là Thuyết không hiểu nhiều, nhưng mà um, một số bạn khi bình luận nói rằng bị giang mai bị bị lọ kia thì thuyết đã biết rồi tức là lúc đó thuyết nghi ngờ rồi bởi vì gia đình nhà thuyết là chính cha của thuyết đã nấu đã nấu những cái loại thuốc này và nấu như các bạn biết đó tức là thức qua đêm ước chừng độ khoảng 18 đến 20 tiếng đồng hồ mới coi như thành một mẻ thuốc và đây các bạn biết không à, một bạn ví dụ như là bạn huệ phan nói rằng là bảo anh trai của thuyết để gửi uh, gửi thuốc giang mai sang thì ở đây thuyết phải xin thú nhận thế này anh trai thuốc không hành nghề có nghĩa là uh, bố của Thuyết là muốn truyền nghề cho ông anh cả năm nay ông uh, sinh năm 73 đúng bằng tuổi bác sĩ Trần nhưng mà nói thật với các bạn là nghề này phải có đức đấy có đức là thứ nhất là, là, tính tình phải kiên nhẫn kiên nhẫn là sao khi mà sắc thuốc cho người ta uống là phải coi thức cả đêm cả hôm phải kiên trì nấu nửa nhỏ thì phải lửa nhỏ đúng như vậy chứ không thể là nấu to lên được và nhiều cái vấn đề khác lắm nói chung làm nghề thầy thuốc là phải có như có tính kiên nhẫn và cái cái vấn đề cốt nói ở đây là ông anh không theo được nghề lý do sao? Lý do nghề này nó nghèo khổ các bạn ạ. Chỉ no đi giúp người thôi chứ có no được cho mình đâu. Mà những cái vị thuốc này thì nó không dễ kiếm mà bắt buộc phải mất tiền. Ấy, mua trong các cái hiệu thuốc bắc, thuốc lam gì đó. Thì cho nên là ông anh Thuyết là đã không theo cái nghề này. Trong khi đó thì cha của Thuyết lại không truyền nghề cho cho hai hai cái cậu con thứ. Anh một ông anh của Thuyết trên nữa và tính và Thuyết nữa cha của thuyết rất thích là có nhiều truyền nghề cho thuyết bởi vì thuyết mát tính hơn nhưng mà à, cuối cùng thì vẫn là theo cái kiểu như là tập tục từ xưa đấy không truyền nghề cho con thứ đấy cho nên là ông vẫn cứ quyết định truyền cho con cả và cuối cùng ông anh cả thì ông không chịu đựng được là làm sao mà cứ đi giúp người tất mà trong đó bản thân mình đầy việc ra không làm thành ra ông không theo được chính vì vậy mà bây giờ cái thang thuốc này gọi là bị thất truyền Vâng thất truyền cũng được bởi vì nó rất là nguy hiểm các bạn bởi vì thời nay nói thật các bạn Nếu mà nhà nước ở Việt Nam ấy, Mà họ thấy nấu những cái loại thuốc đó Thì họ cũng chắc chắn không cho nấu Chẳng qua là mình cứ cứ làm theo cái kiểu ngày xưa thôi Chứ còn thì nếu mà họ biết Thì có khi còn bắt đi tù Bởi vì trong này như bạn Jenny Trần đã nói đó Nó có thạch tín, thủy ngân Và cả cái hạt mã tiền Thì khi mà bạn Jenny Trần nói về hạt mã tiền Thì Thuyết lại nhớ Cha của Thuyết uống mấy chục năm uống rượu Là toàn bằng hạt mã tiền hết các bạn ấy hạt mã tiền ở đây thì uh, thuyết nói như này. Tức là cha thuyết cũng giống thuyết thôi không uống được rượu mà mỗi một bữa chẳng hạn chiều tối là ông ấy uống một ly gọi là một cái chén mắt trâu rất nhỏ thôi, nhỏ xíu thôi. Và bản thân thuyết bây giờ cũng vậy, cũng chỉ uống một đợt chút nhưng mà thuyết uống rượu tỏi. Thì các bạn biết không, ngày xưa là cha thuyết uống uh, ngâm ngâm cái hạt mã tiền với lại uh, với lại rượu, rượu gạo 40 độ và nó chỉ có một chút xíu mã tiền thôi nếu mà anh cho quá thì sẽ là sẽ là chết người nhưng nếu uống một chút thôi tức là chẳng hạn như một ít rượu chỉ cho một ít vào thì nó lại tuyệt vời nó lại là là thuốc thuốc tốt nhưng nếu uống nhiều là chết người thuyết chỉ biết vậy thôi còn thì cái chini như thế nào là mình không biết à, cũng không dám hỏi nữa bởi vì cha không truyền cho cho con thứ thế thì ở đây thuyết thấy hai cái loại thạch tín và thủy ngân là kinh khủng nhất thuyết đã nhìn thấy cả thủy ngân và cha của thuyết là đẩy ra ngoài tức là không cho tiếp xúc bởi cái chất thủy ngân này rất là độc hại kể cả bạn hít vào nó rất là nguy hiểm chết người cho nên là khi ông lấu là coi như là chỉ có một mình thôi cho nên là trong cái chuyện này là thuyết khi mà thấy bác sĩ trần đến cái cái hiệu thuốc hoa đà để mà mua cái loại thuốc này là thuyết đã nghi ngờ rằng là cho ngân uống rồi cho nên là đến chính ngày hôm qua thuyết đã hỏi ngân và ngân đã nói như vậy và nói thật các bạn là hôm nay đi ra sân bay thì thuyết sợ rằng là biết đâu đó bác sĩ trần đã mua được thạch tín thủy ngân các loại chất độc dường đó để lấu rồi cho nên là thuyết đã kéo ngân ra một chỗ khi mà mọi người đang chia tay với ông linh nữa ngồi ở cái, cái nhà chờ bay nữa các bạn thuyết đã kéo ngân ra một chỗ và thuyết đã căn dặn rồi là ngân không bao giờ được phép uống thuốc của bác sĩ trần nữa bởi vì uh, thuyết đã nhìn thấy hình ảnh của bác sĩ trần vào cái hiệu thuốc uh, hoa đà đó để tìm mua những cái loại thuốc này và có khả năng chính bác sĩ trần cũng đang bị giang mai người ta gọi là bị nổ ống khói đấy bị cái bệnh này á nói thật với các bạn lâu lâu rồi thuyết không gặp bác sĩ trần các bạn chứ nếu cái bệnh này nhá nếu để quá đi á, các bạn có tin không dù các bạn có vệ sinh như thế nào đi chăng nữa thì nếu mà ở gần ngay bên cạnh mùi nó hôi thối kinh khủng nó tanh lắm các bạn nó tanh tuổi lắm tức là những người bị bệnh giang mai những cái bệnh đó nó rất là sợ cái mùi của nó rất là đáng sợ cho nên ở đây thuyết nghĩ rằng chính bác sĩ trần là bị bệnh và coi như đổ bệnh cho ngân Đấy, thì mới đi mua thuốc uh, đến cái hiệu thuốc hoa đài như vậy và cái này nấu không cẩn thận thì tự mình giết mình cho nên là thuyết đã căn dặn ngân rất nhiều là không được phép uống thuốc nhất là những cái loại thuốc mà mình không biết nó nguồn gốc ở đâu cả tức là do bác sĩ trần nấu nó không được phép uống Đấy, chứ trừ, trừ bây giờ ví dụ các bác sĩ ở bệnh viện cho uống loại gì hoặc kê đơn thuốc loại gì thì uống, ở bên này các bạn đi mua không được đâu, phải có đơn của bác sĩ. Đó. Trên ở đây là thuyết đã dặn ngân, ngân đã gạt đi ngân bảo anh nói em một lần được rồi, anh không phải dặn nhiều thế, em biết rồi nọ kia. Ý ở đây các bạn biết không? Tức là Ngân xấu hổ khi mà Thuyết nói là đừng uống thuốc Thì có nghĩa là coi như là Thuyết đã biết Ngân bị cái bệnh đó Thì Ngân xấu hổ cho nên là mắc cỡ đó Là muốn gạt Thuyết đi nói rằng em biết rồi anh không phải căn dặn nhiều như vậy Đấy, mắc cỡ quá Cũng lạ thật đấy Với anh mình thì mắc cỡ Mà với cái ông Trần Già thì lại cứ hề 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 để cho ông ấy làm tình làm tội bạn Jenny Trần á nói cái cách là đun lá chầu không rồi chè tươi, à, nước muối ngâm thế loại thế kia, nói thật các bạn cũng không tốt đâu. Chè lá chầu không Thuyết biết rồi, lá à, chầu không ở đây Thuyết biết là, <laughs> Thuyết không biết nói nào, bởi vì à, chính người vợ cũ của Thuyết là rất hay sử dụng cái này. Ban đầu Thuyết cũng chẳng biết cái gì cả, tại sao cứ đi ra, lúc ở bên Thái Lan cứ đi mua lá chầu không rất là nhiều, trong đó không ăn chầu thành ra là về là đun là là toàn rửa bằng cái đó thôi rửa bằng nước lá chầu không à, vừa ban đầu thì thuyết không để ý bởi vì cái người vợ của thuyết các bạn biết không bỏ nhau cũng có một cái lý do chính khác nữa mà ở đây thì nói thật cả thế giới không có ai tức là các bạn biết là không từ ngày thuyết biết đến giờ chưa bao giờ phải đi lao động bất cứ việc gì cả, chỉ có quanh quẩn trong nhà thôi. Mà suốt ngày các bạn biết cái cái bàn chân cái nước ăn chân ấy, nước ăn chân gọi là không biết là gọi là cái gì nhưng ngoài miền Bắc gọi là nước ăn chân. Tức là lúc suốt ngày ở trong nhà tắm thôi các bạn suốt ngày ở trong nhà tắm tức là sử dụng đến nước giặt rũ tức là sạch sẽ đến mức độ tức là ngày nào cũng lau nhà đến năm bảy lần có những lúc nào cũng chỉ tiếp xúc với nước đến mức độ tay kẽ tay kẽ chân là bị nước nó nó ăn coi như sâu toạt ra và phải đi mang nước à, lá trầu để để mà đun lên để mà khô thì trong chuyện này á các bác sĩ người ta nói cái lá trầu mà rửa sạch cái phần mà của phụ nữ ấy, là sử dụng là không tốt đâu bởi vì nó bị khô bị gì gì đó trên ở đây là các bạn làm theo cách này cách cách gọi là gia truyền hộ nhiều cái nó phản khoa học lắm các bạn mà mình không biết trước được nó có cái lợi là sạch sẽ nhưng nó lại bị khô bị khô ở đây là nguy hiểm đấy các bạn vâng thưa quý vị bây giờ chúng ta đi vào câu chuyện chính ngày hôm nay hôm nay ra đến ngoài sân bay tất cả mọi người ra hơi bị sớm các bạn thì đến khi mà, ông Linh được cảnh sát dẫn ra thì mọi người gặp nhau được khoảng 15 phút thì lúc đó tự nhiên bất ngờ bác sĩ Trần xuất hiện. Đúng là không ai mời bác sĩ Trần cả nhưng mà bác sĩ Trần thì xuất hiện và xuất hiện chỉ có một mình thôi chứ không có Ngọc Bích gì cả. Rõ ràng là ở đây là hôm nay thì Ngọc Bích là vẫn đi học theo như thuyết biết rằng là nếu theo chương trình thì vẫn đi học nhưng mà có vẻ như Ngọc Bích đâu có cần học nữa đâu. Ở đây là theo thuyết biết là khả năng Ngọc Bích không cần học nữa nó có rất nhiều cái dạng học sinh đi sang đây các bạn ờ, có hai thành phần thành phần thứ nhất là những con ông cháu cha mà họ nhiều tiền ấy. đó là cái thành phần mà thuyết đã gặp một số khá đông tức là lợi dụng tiền của cha mẹ sang đây nói là du học nhưng hầu như chả học gì cả chơi rồi còn một dạng thứ hai là họ là đi sang đây làm ăn nhưng họ là không đi không xin được visa du lịch các bạn bởi vì sao bởi vì ít tuổi thì rất là khó để mà chứng minh trong vấn đề tài chính đấy bởi vì họ bắt là có đứng tên sổ đỏ là một và trong tài khoản đậu có độ khoảng mấy trăm mấy trăm triệu ấy chẳng hạn như vậy mà nếu mà tuổi trẻ 18 20 tuổi thì lấy đâu ra cho nên là họ lại phải đi sang đây đi lao động nhưng họ lại đi theo bằng cái con đường là đi du học đấy chứ là bởi vì đi con đường đó thì họ lại coi như là không phải chứng minh nhiều về những cái đoạn kia thì các bạn biết không khi mà thuyết uh, cùng mọi người ở đây là gặp cha của của sinh viên Hùng được khoảng 15 phút thì bác sĩ Trần xuất hiện thì bác sĩ Trần khi mà đến đây thì là gặp ông Linh thì bác sĩ Trần uh, cười hôm nay là thuyết thấy coi như là mõm của bác sĩ Trần à môi trên thuyết xin lỗi nhé cứ hay quên nói mõm ở uh, môi của bác sĩ Trần đấy bị sứt ra đấy thì đúng thật nó có một vết rách vết rách độ khoảng uh, hơn một phân thôi trong khoảng một phân đến hơn một phân và bác sĩ Trần đã không khâu không khiếc gì cả mà bác sĩ Trần hình như là cũng rửa <laughs> rửa lá trầu không hay là rửa cái gì không biết là cái vết cái vết thương đó rất là khô các bạn ạ. Đó, trong cái đó thì có vẻ như có một vệt hơi mờ như là bác sĩ Trần bôi một loại thuốc gì đó không biết. Thì uh, vết thương đã khô khô ở phần trên rồi. Và Tuyết cảm thấy cái vết thương này nó không có gì. Các bạn hình dung ra như là một cái chai sữa của trẻ em đó thì bà Dung cầm cái đó đập vào mõm à đập vào mồm bác sĩ Trần thì uh, nếu mà cái sữa nó đầy chai á thì nó có sức lặng thì có thể là ác đúng không ạ còn nếu đã uống gần hết rồi thì nó cũng đâu có mạnh lắm đâu thì bác sĩ trần đã nói những lời rất là khách sáo với ông linh rằng là ồ rất là đáng tiếc khi mà câu chuyện đó xảy ra À, trong chuyện này không biết anh nghĩ nào có nhiều người nghĩ không tốt à, cái à, trong câu chuyện này bởi vì họ nghĩ rằng tôi có liên quan tới câu chuyện mà anh hôm nay phải trở về Việt Nam nhưng mà à, không biết anh nghĩ sao có rất nhiều người nghĩ, nghĩ như vậy à, tuy nhiên kệ họ đi tôi chỉ biết rằng là đây là một câu chuyện rất là đáng tiếc xảy ra ngoài suy nghĩ của tôi thì hôm nay anh trở về tôi đi ra đi đưa tiễn anh tôi cũng không biết nói như thế nào cả mà chỉ biết là, là chúc anh lên đường may mắn à, mạnh khỏe và xin gửi lời tới tất cả con cái và những người thân của anh ở bên phía Việt Nam Khi mà gặp bác sĩ Trần và bác sĩ Trần có những lời nói Ông Linh uh, rất là tươi cười, đón nhận, cảm ơn bác sĩ Trần đã có những cái lời uh, chúc sức khỏe và chúc lên đường may mắn ấy. Ông Linh rất là vô tư, ông không nhắc gì tới cái chuyện mà uh, nghi ngờ cái gì cái gì cả Ông hoàn toàn không nói bất cứ một câu gì liên quan tới chuyện đấy mà ông ấy chỉ cũng chúc bác sĩ trần ở lại làm sao đó khỏe mạnh rồi thì uh, tất cả mọi chuyện là uh, nó suôn sẻ và trong câu cuối cùng của ông linh chỉ có một câu tức là nói mát thôi nói như là nói kháy đấy là nói với uh, bác sĩ trần rằng nếu mà bác sĩ trần lấy vợ có một ngày vui như vậy thì hãy xin báo xin báo cho ông linh biết để ông linh coi như là có lời uh, chúc mừng hạnh phúc của bác sĩ trần ở đây là ông Linh có vẻ như nói mát nói nói xoáy một chút trong cái câu cuối cùng ý là nếu bác sĩ Trần lấy Ngân ấy, thì sẽ làm sau đó phải thông báo cho ông một câu để ông coi như có lời chúc mừng à, hạnh phúc của bác sĩ Trần và sau câu nói này một cái thì ông Linh quay sang nói chuyện mấy mấy vợ con của mình chứ ông và Ngân nữa chứ ông mà hoàn toàn là không coi như để ý tới bác sĩ Trần nữa đây là một cái điều rằng là à, các bạn biết rồi đó khi mà chúng ta đi ra chia tay một người nào đó mà người ta quay mặt đi người ta nói chuyện với người khác thì các bạn biết là người ta không để ý gì tới mình có nghĩa là họ coi thường mình rồi đúng không ạ rõ ràng là ông linh là coi thường bác sĩ trần chẳng qua trong cái cách xã giao của ông là khi mà bác sĩ trần nói những lời hoa mỹ như vậy thì ông ấy cũng coi như là theo cái cách xã giao là ông ấy cũng chúc lại cái lời sức khỏe thế loại thế kia thôi còn thời gian là vàng là ngọc đối với ông lúc đó ông biết là không có bao nhiêu thời gian và cái quan trọng nhất là ông suốt ông cứ ôm lấy hai đứa con đứa bé, rồi ông nhìn ông ngắm ông à, nói rằng sao giống ông nội thế, nét này thì giống bà nội, nét này thì giống ông nội, cứ khen như vậy, rồi da trắng như này thì giống mẹ, rồi thì à, cái mồm rộng như này thì giống cha. Sau này nó sẽ sống rất là à, sự rất là sang. Sau khi bác sĩ Trần à, Uh, bị ông linh bơ đi như vậy thì ở đây các bạn biết thế nào uh, uh, lúc đó là bác sĩ trần là đến gặp thuyết nhưng mà lúc này là thuyết và võ ái khanh đang nói chuyện với nhau các bạn biết là, là đây cũng là cái cơ hội để thuyết cả khanh gặp nhau thì ở đây là thầy giáo tân đã coi như là chờ või khanh đi ra ngoài sân bay để đưa tiễn ông linh về nước các bạn biết là hôm nay thầy giáo tân đã biết là hôm nay ông linh về thầy giáo tân đã xin nghỉ học nghỉ dạy học và để đưa mẹ mình ra đưa tiễn ông linh có nghĩa là các bạn chỉ cần một cái cái động tác đó thôi thì đã biết rằng là mọi người rất là quý, quý trọng ông linh đúng không ạ rất là tôn trọng và lúc này thì khi mà bác sĩ Trần đi ra để gặp Thuyết thì thầy giáo Tân đã chủ động là ra, ra nói chuyện với bác sĩ Trần bởi vì sợ kiểu như ý. tuyết đã nhìn ngang thấy bác sĩ Trần đang tiến tới rồi nhưng mà thầy giáo Tân rất nhanh đã đi ra chặn đầu bác sĩ Trần tức là sợ bác sĩ Trần làm gián đoạn cái cuộc nói chuyện của giữa Thuyết và Võ Ái Khanh. Khi bác sĩ Trần gặp theo tân một cái thì thuyết đã chủ động coi như là cùng cùng khanh đi ra chỗ ông linh để nói những lời mà với ông linh các bạn biết rằng ông ấy dành thời gian cho tất cả vợ con đúng không ạ và nhất là hai đứa cháu thì ở đây là thuyết cũng tranh thủ ra gặp nói mấy lời chúc uh, chúc nhau thôi các bạn ạ tranh thủ không thì không biết cảnh sát dẫn ông ấy đi lúc nào ở đây là cảnh sát áp tải ra tận ngoài đến đường bay như các bạn họ cẩn thận lắm và tất cả mọi quyền ở đây họ rất là không bị uh, xích tay, bị xích chân gì cả, vẫn cứ bình thường. Có điều là họ đứng ở quanh quần đó thôi, tức là họ tôn trọng mọi người, tức là cho ông Linh có cái bầu không khí để gặp gia đình. Đấy. Thì uh, trong câu chuyện này Thuyết đã đã gặp ông Linh. Vâng. Uh, nói thật các bạn là uh, ông Linh đúng là một người cha tuyệt vời. Ông ấy uh, không quên cảm ơn Khanh rất nhiều trong câu chuyện uh, giúp đỡ mọi người ở đây. Rồi ông ấy cũng cảm ơn Thuyết. Cái vấn đề ở đây là ông ấy căn dặn lại là À, bảo Khanh cố gắng quan tâm tới tới Ngân và quan tâm tới tới cả cả kiểu như là của Hùng đấy Câu chuyện của Hùng với Tám Trang, tất cả mọi thứ ấy. Ở đây là ông Linh rất khách sáo nhưng mà cũng là rất những lời rất là chân thật. Bởi các bạn biết rằng là cái um, Khanh thì có cái sự ảnh hưởng lớn trong câu chuyện này. Nó có nhiều mặt chẳng hạn như là uh, hiểu luật này, rồi thì nhà cửa mà đang cho giúp cho gia đình nhà tám trang rồi Phạm Hoa ở đó này đúng không ạ? Mà trong cái đó thì Ngân và 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 Võ Ái Khanh trước đó đã có cái sự xích mích với nhau nhưng mà trong ít hôm vừa rồi, rồi thì nó cũng đỡ đi rồi, đỡ cái sự căng thẳng rồi. Thì Ái Khanh rất là theo thuyết nghĩ là đúng là có những cái hơn người ở ở đây. Uh, tại sao thuyết nó không phải là tự nhiên là ca ngợi Khanh đâu? bởi vì ái khanh đã nói một cái câu chuyện như này mà thuyết cảm thấy đúng là bản thân thuyết cũng cũng không nghĩ được ra điều đó khanh có nói với ông linh thì lúc đó đang có cả ngân nữa bởi vì ngân vẫn cứ hai ông linh thì ôm bé nhẫn thì coi như là uh, ngân thì ôm lấy bé quang thì ở đây cứ dính nhau ở cái chỗ đó các bạn ạ thì ở đây khanh đã nói rằng là kiểu như là anh Ninh đi về Việt Nam thì không cần phải uh, suy nghĩ những chuyện đó đâu. Những chuyện đó thì nó thuộc như về cái trách nhiệm rồi. Nếu trong cái khả năng của khanh là có, sẽ như thế nào thì sẽ cố gắng giúp uh, hết sức như vậy. Chỉ sợ rằng là cái những cái điều gì đó nó nằm ngoài khả năng thôi. Còn tất cả những gì trong khả năng thì coi như là anh không phải lo lắng gì cả. Uh, chúng ta coi nhau như một gia đình. Cái vấn đề ở đây là anh đã mời Ngân coi như trở về Việt Nam mang con mang cái trở về Việt Nam thăm ông nội rồi các chú ở nhà hay chưa? thì à, nếu mà tốt nhất là làm sao đó anh phải chân thành mời con dâu có thứ để đi về việt nam là cái điều là ok ok nhất và bởi vì sao bởi vì trước khi mà ngân sinh em bé cũng đã từng muốn trở về đó rồi cho nên là theo à, khanh nghĩ rằng đây chính là cái thời điểm có thể là khanh trở về việt nam rất là ok vâng và ông linh khi mà thấy khanh mớm lời như vậy thì ông linh cũng đã nói với ngân rằng là ồ nếu mà ngân mà mang con về thì điều đó là điều tuyệt vời ấy thì ai ai của cả gia tộc nhà họ vũ cũng sẽ đón nhận ngân thôi thì ông linh cũng đã có mấy lời nói như vậy thì trong câu chuyện này thuyết cảm thấy rằng rõ ràng là khanh đã có cái chủ đích để muốn là nói với ông linh rằng là làm sao đó để mời ngân trở về việt nam và chính vào thời điểm này đây là một cái điều mà đúng là thuyết không bao giờ nghĩ ra nếu bây giờ ngân có thể quyết định đưa ra một cái Uh, một cái quyết định chẳng hạn như là một ít ngày nữa Có thể là đưa con đưa cháu uh, trở về Coi như là Việt Nam cùng thăm gia đình nhà, nhà ông Linh Trong khi đó chẳng hạn như đi cùng bà nội bé nhẫn Thì có phải là một tuyệt vời không Đây là một ý tưởng rất là hay của või Khanh Và thuyết cảm nhận rằng là đúng là cái điều này Chỉ có Khanh mới nghĩ được Chứ mình thì đúng là uh, đầu óc bị đau Trong khi đó các bạn mới không Nguyệt và đoàn dư vợ chồng Nguyệt rồi đoàn cái dư có thứ thì lại đứng ở một góc có nghĩa là các bạn biết là ai cũng muốn gặp ông Linh một tí mà chỉ một vài phút thôi là đều hiểu ý nhau là mỗi người gặp một tí đúng không ạ một mỗi người một vài câu đến khi mà coi như là đoàn dư ra nói chuyện cùng ông Linh thì lúc đó Nguyệt sấn ra cái chỗ chỗ thuyết cả khanh đang đứng là Nguyệt là nháy või khanh là kéo tay áo ra một tí bên này Nguyệt đã nói với või khanh như là cầu xin või khanh là bảo là bác ơi bác cố gắng coi như là bảo cô Ngân đưa ra lời hứa là đi về Việt Nam đi à, đi về Việt Nam là đưa các cháu về để thăm chú rồi thăm bên ở nhà nhà anh Hùng ở bên Việt Nam đó mà tốt nhất là đưa cả bà nội về cùng thì là tốt nhất ở đây Nguyệt đã nói cùng Võ Ái Khanh Bởi vì Nguyệt biết rằng là Rõ ràng là Võ Ái Khanh có cái tiếng nói nó chất lượng Đối với đối với Ngân đúng ạ Cho là Nguyệt đã nói những lời như vậy Khi mà hai người đang thầm thế với nhau Thì Thuyết bất chợt thấy bác sĩ Trần đi đến Bác sĩ Trần đã chủ động ra gặp Thuyết trong câu chuyện ngày hôm nay Thật sự ra thì đã lâu rồi không gặp bác sĩ Trần đối mặt với nhau thì thấy thấy bác ấy về cái cái môi à, nó không có vấn đề gì và đặc biệt Thuyết muốn nhìn đôi mắt của bác sĩ Trần xem sao Bởi vì nếu mà một người mất ngủ Các bạn biết đó, nhìn như ông Linh Ví dụ như người mà mất ngủ một vài đêm Cái thứ là mắt, mắt nó thâm quầng luôn đúng không ạ Và nhất là cái tuổi già như bác sĩ Trần Nếu mà bị mất ngủ Ở đây thì Thuyết đã thấy bác sĩ Trần gầy hơn tương đối nhiều Tại sao mà Thuyết lại để ý bác sĩ Trần hơi kỹ Nói thật các bạn nên này này Những cái người mà bị bệnh giang mai á, Bị bệnh nậu, bị giang mai Chắc chắn 100% là sẽ gầy gầy meo ấy các bạn ạ. ấy như gọi như gọi người trong miền Nam thì gọi là bị uh, như là ốm đấy, tức là gầy. Nhìn nó sẽ gầy yếu các bạn ạ. Bởi vì sao? Cái bệnh răng mai này nó rất nguy hiểm. Kể cả các bạn ăn nhiều nhưng mà các bạn cũng vẫn uh, sẽ bị gầy. Nếu các bạn uống thuốc tây thì nó càng gầy mà uống thuốc mà như là thuyết nói là sắc theo kiểu như là cha thuyết vẫn sắc thuốc theo kiểu gia truyền như thế thì càng kinh khủng hơn. Đó thì ở đây là thuyết uh, để ý xem bác sĩ trần như nào thì đúng là thấy bác sĩ trần gầy thật tuy nhiên thuyết cũng không nói gì mà câu chuyện ở đây cũng chỉ, chỉ hỏi thăm nhau uh, những chuyện gọi là xã giao thôi trong khi đó thì thuyết có hỏi bác sĩ trần về vấn đề uh, bác sĩ trần có làm đơn kiện hay không trong cái vụ cảnh sát lần thứ hai ập vào ngôi miếu của bà ngọc trinh thuyết có nói rằng là ở ừ, cái ngôi miếu đó nghe bác nói là là nơi thờ cúng mà bây giờ mà cảnh sát lại làm như vậy thì như vậy có sai luật hay không? thì bác sĩ trần có kiện hay không khi mà người ta đào bới cả có có một cái hầm gì đó thuyết cố muốn nói là xem cái hầm này là hầm chứa cái gì thì ở đây bác sĩ trần đã nói rằng tôi đã giao toàn quyền cho luật sư rồi tôi đã gọi điện nói cho luật sư trong cái vụ lần thứ hai mà cảnh sát vào khám nọ khám kia không có bất cứ một thứ gì cả thì cái này là ngôi miếu và nó thuộc về cái tâm linh cái lời thờ cúng mà cảnh sát như vậy là xâm phạm vào cái nhân quyền về cái quyền tự do tín ngưỡng của mọi người và trong một vài ngày tới đây luật sư nữa sẽ coi như là đưa ra một cái quyết định rõ ràng hơn thuyết muốn tiếp tục câu chuyện này tuy nhiên bác sĩ trần rất nhanh rất nhanh trí đã chuyển sang cái đề tài khác hỏi về thăm về sức khỏe rồi cái tình hình học tập của hai đứa con của thuyết vân vân Bác sĩ Trần là cái người chuyển đề tài rất tốt các bạn. Rõ ràng là bác sĩ Trần đã có những cái suy nghĩ trong đầu rằng là Thuyết đang cố gắng tìm hiểu cái cái câu chuyện uh, vụ án ở trên cái thác nước Niagara như thế nào. Đấy, mà Bởi vì bác sĩ Trần đâu có thích nhắc đến, đến chuyện đó đúng không ạ? Bởi vì bác sĩ Trần chỉ nói với Ngân rằng là sẽ kiện cảnh sát thế loại thế kia thôi. Còn thì nói với Thuyết những điều đấy thì có khi là bác sĩ Trần đã nhầm đối tượng. Trên là bác biết rằng là Thuyết đang muốn tìm hiểu vấn đề đó, trên đã chuyển sang một cái đề tài khác vâng thưa quý vị trong cái buổi đưa tiện ông linh ngày hôm nay một cái buổi uh, thuyết không biết nói như nào nhưng mà uh, bà dung rồi thì uh, rồi thì ngân đã khóc rất nhiều khi mà phải chia tay với ông linh uh, thôi cũng là một cái bữa tại tọ, nguyện không biết nói gì cả đúng không ạ bởi vì nó thuộc về cái số rồi trăm đường tránh không khỏi cái số cái số của ông linh cũng chỉ thế thôi tức là có thể vì cái chuyện này mà gia đình ông linh không thể đoàn tụ ở bên canada được thì thôi cũng giống như nhiều gia đình có con cái đi du học ở bên này thôi có mỗi một cái vấn đề khác là hồng là có con ở bên này thôi chứ còn thì những du học sinh khác thì họ cũng vậy và họ cũng trở về việt nam chứ đôi khi có mấy cha mẹ để đi sang bên này đâu đi chỉ là đi chơi thôi à, và câu chuyện thì hôm nay đã kết thúc khi mà ông linh đã được cảnh sát coi như là à, áp tải đi ra ngoài máy bay để lên đường về việt nam các bạn biết mà khi ông linh đi rồi thì uh, câu chuyện gì xảy ra không vâng các bạn biết rằng nguyệt đã coi như là kéo thuyết ra một chỗ hỏi là ờ à, chú có ngửi thấy cái mùi gì không và cái mùi gì và mùi hôi lắm hôi gì cơ thế vẫn không hiểu nguyệt đang nói cái gì à, lúc đó các bạn biết thế nào bác sĩ trần đã nhanh chóng chào hỏi mọi người trước khi mà ông linh đi rồi là bác sĩ trần là người rút lui đầu tiên nhanh chóng chào mọi người và ra về đầu tiên các bạn ạ rõ ràng là bác sĩ trần không đợi chờ uh, được bởi vì bên ngân lúc này lại có hùng này có bà dung này đó, các bạn biết là bác sĩ trần đăng kỵ bà dung trong khi đó lại có cả đoàn dư nữa thành ra bác sĩ Trần biết rằng là nếu mà mình cứ sắn sắn ở đó thì như là kẻ người thừa thôi cho nên là bác sĩ Trần đã ra chào ngân chào tất cả mọi người rồi bác sĩ Trần đi về và lúc đó thì Nguyệt mới hỏi thuyết trong chuyện là bảo hôi mới thối cái gì gì đó thành ra là Nguyệt nói rằng tại sao chú không à, con thấy ông Trần đi qua là người cái mùi rất là hôi thối bẩn thỉu ở à đây là ý của Nguyệt nói rằng chính bác sĩ Trần đang bị cái căn bệnh giang mai và căn bệnh này đã đổ bệnh cho ngân đó Bác sĩ Trần không dám bệnh đến bệnh viện để khám xét bởi vì sợ rằng là cái thanh danh của mình sẽ bị mất đi và ông ấy đang tự tìm cách chữa ở tại nhà. Và chữa ở tại nhà thì bao giờ nó có mùi hôi, mùi thối. Trong khi đó thì ngân đã coi như được đến đưa đến bệnh viện và cái cách chữa trị ở bệnh viện là nó vệ sinh nó sạch sẽ là ok. Còn bác sĩ Trần sẽ là uh, chữa theo cái kiểu như là giấu giếm như vậy thì nó sẽ không hết cái mùi hôi thối được. Tất nhiên đây là cái nói của Nguyệt thôi Chứ còn người ta có bị cái đó Thì trước lúc người ta đi người ta cũng phải rửa giấy sạch sẽ đúng không ạ Chứ làm gì mà Nếu mà thật sự nếu mình bị bị nặng các bạn ạ Nếu căn bị giang mai ấy, Nếu căn bệnh giang mai mà bị nặng như ngày xưa ấy, Là nó ăn cụt cả 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 cái con rúi đi nhé các bạn Cái con rúi của bác sĩ Trần ấy, Không biết là gọi là con rúi các bạn có hiểu không Là cái cần câu của bác sĩ Trần ấy là ngày xưa cái bệnh giang mai ấy, là nếu không chữa là nó ăn cụt cả đi và nó ăn lên cả mù cả mắt các bạn và cái bệnh này á, nó hôi thối kể cả rửa lá trầu không rửa cái gì thì kể cả là ở cách xa độ khoảng lửa km mà theo chiều gió các bạn vẫn còn ngửi thấy cái mùi nó nó kinh khủng như thế nào đó ý của Nguyệt nói là bác sĩ Trần bị bệnh và không dám đến bệnh viện trên là mùi nó hôi thối bẩn thỉu như vậy và lúc ấy lướt qua thôi là, là Nguyệt cảm thấy rùng rợn rồi nhưng thực sự thì hay là mình không để ý mình không biết chính nguyệt là đang đang soi bác sĩ trần các bạn ạ vâng thôi thôi người ta bị thì kệ người ta đi người ta chữa theo cách nào thì mặc người ta đi sao mà quan tâm sâu thế tuyết chỉ biết cười bảo thế tại sao mà con không chạy ra con họ kiểm tra bác sĩ một cái xem là có đúng bác sĩ bị như thế không biết đâu mà khi kiểm tra lại khi mà thấy hàng của bác sĩ trần này, lại mê luôn cả bác sĩ trần thì lại bỏ ông chồng mexico thì rất là tội vâng thưa quý vị và các bạn vậy là ông ninh đã lên đường trở về việt nam không biết bà dung à, liệu có sau một thời gian nữa có thể trở về hay không và cái câu chuyện ái khanh à, cố gắng thuyết phục ngân là trở về việt nam để làm một chuyến du lịch trong khi đó là đưa cháu về à, đi đến thăm quê hương của hùng à, thăm ông linh rồi thì thăm hai đứa em của hùng thì liệu rằng ngân có theo theo lời khuyên của anh Khanh hay không thì chúng ta phải đợi chờ trong những ngày tiếp theo. Vâng thưa quý vị và các bạn, video của đầu tiên trong ngày hôm nay của thuyết xin tạm dừng tại đây. Thuyết xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán thính giả và các bạn trong những video tiếp theo.